cá tiếp tục các bạn ơi. Nơi đi câu sông gần sông lớn này các bạn. Cá mình mới vừa thả một xuống ăn rồi các bạn. Để lập đặt đặt cái máy lên này các bạn. Còn nữa các bạn, không biết còn hôm nay các bạn ơi, này mình mới vừa móc mồi thả xuống các bạn, là nó quất liền các bạn, không biết còn không nha các bạn. Hai con này các bạn. Trời. Sẽ thôi các bạn ơi. Đây mình xuống hai cần nghe các bạn. Cần mùi trùng hổ, cần dế. Hai cần nghe các bạn. Câu bên kia cái miệng đập. Giờ đây mình xuống thêm một cần một cám nữa nha các bạn. Xuống thêm cầm một cám nữa các bạn, để mình ốp máy các bạn, ốp mình bật lên cho các bạn xem các bạn. Vô cắn cái này các bạn, vô cắn cái này cho càng kia xuống nha các bạn. Cám này mình câu lên C nghe các bạn. Cái mút này nè các bạn, là cho con cá lại nó mút cái màu cám này các bạn, là nó dễ chạy vô miệng lắm nha các bạn, là nó mút cái màu cám đó. là cái cục mút này nó chạy vô miệng nó mau chạy các bạn, hút vô miệng nó nhanh lên. Chì với cái ấy nữa nha các bạn. Đây, các bạn cục chì thì các bạn vô chì khoảng 60 hoặc 80 thôi các bạn, tùy theo chỗ nước chảy nhiều các bạn. Nhưng mình câu cám này mình được cái là lựa chỗ nước chảy nhiều nha các bạn. Nước chảy nhiều là câu nó trôi cám. Chì 60 thôi. Thì mình vô cái móc. Móc thì các bạn vô đơn giản là bạn rút lại sơn ngay đầu nha các bạn, ngoài cùng nha các bạn.
về các bạn test. Test nó là gì? Bạn xe nó khoảng 3-4 vòng rồi thôi. Các bạn quay lại, quay cái đầu này lại, xỏ vô cái lỗ này. Đi lên bảo đảm cho các bạn chặt cú 100% con bia dù. Đây, nhanh nữa nghe các bạn. Rồi về mình chỉ móc cái cục cám này vừa thôi nha các bạn. Rồi xong. Chỉ đợi lên cá thôi nghe các bạn. Cần bự cá ăn các bạn. Cần cao bằng cá ăn các bạn. Cá kiểu cái nhỏ các bạn.